Hello, hôm nay chào mừng tới em tới kênh channel Toy Hunter ha. Anh hôm nay vừa mới mua được hai con quay nữa và là Beyblader ha. Đầu tiên ta sẽ coi con Beyblader này. Beyblader này là B48 ha. Hàng này là của Karatomi. Ở đây có cái mã vạch để mà có thể là check in lại được ha. Check check out phải là của Karatomi hay không. Con này có tên là Xeno Xeno Calibus M1. Và khi mua thì ta sẽ có như một con quay và một cái tay quay. Đây, tay quay rất là đẹp ha. Và thêm một em nữa. Đây là em này là B48 B42 Karatomi ha. Và cái này là kiểm tra sản phẩm coi có phải hàng chính hãng hay không. Và tên của em này là Rodep Pseudo ha. Đây là dịch nôm na gọi là vị thần chết bóng đêm ha. Ok. Và đầu tiên ta sẽ mở cái hộp này trước đi. Ta sẽ mở cái con B48 trước nha các em. Ok. Đây là cái đầu quay ha. Ta sẽ có một cái tay quay, một con mấy cái này. Ok. Đây là giống như một thanh kiếm ha. Đây là cái trụ ha. Đây là tay quay ha. Đây là mặt layer thường thường mặt layer nếu mà hàng chính hãng đó các em nó sẽ là hình cái hoa tiêu ha, không phải là hình con ốc bốn cạnh như mấy cái sản phẩm của Trung Quốc đâu. Ok. Và đây là cái thân của nó ha. Để ta coi cách lắp ráp cái tay quay này như thế nào nha các em. Ok. Đây là cái hộp của B48. Thì nó sẽ có mặt layer, mặt nạ ha. Đít là cái thân và này là cái trụ. Và ta sẽ ráp cái tay quay này. Ta sẽ ráp tay quay này như thế này. Và ta sẽ cầm ở đây. Ha. Ok. Thì cái sản phẩm này có nhiều loại tay quay ha. Có nhiều tay quay màu đỏ này là giống như thanh kiếm nè. Tay quay này giật tay và tay quay thì giống như hôm qua mình đã coi cái video trước. Ok. Thì cái mã sản phẩm này là của hàng Việt Nam, ở Việt Nam mình bán ha. Còn đây là cái tên
Tên này là website chính thức của Karatomi của Nhật Bản. Rồi đây là mã check in ha. Ok, bây giờ ta gấp thử nha. Ta sẽ cầm như thế này ha. À, gắn chưa chắc nữa. Ok. Yeah, giống như một thanh kiếm nữa. Đây mình sẽ gấp cái mặt nó vô ha. Hay là cái mặt nạ hay là cái thân của nó. Xong rồi hả em, đây là một cái, và đây là tới phần đây là B42, gọi tắt là gì, thần chết bóng đêm ha. Em này có sticker nữa ha. Sticker mình sẽ dán sau đi cho nó đẹp. Từ từ ha. Em này thì có một cái trụ, một cái thân và một cái mặt. Như các em cũng thấy ha, một cái mặt, một cái thân và một cái trụ. Như cái kia thì cũng giống nhau. Đây là mã check in ha. Đây là trang web chính của Karatomi. Hàng này là được sản xuất ở Việt Nam ha. Ok, mình gấp thử nha. Ok. Nè. À.